Tiếp đến dòng hồn của anh Thành Tú. Nếu mà đúng ra thì kêu bằng ba chứ không phải là anh, nhưng mà nghệ sĩ thôi thì quý vị quan hỷ cho. Giống như là nghệ sĩ Minh Cảnh là thầy tôi, năm nay 85 tuổi tôi vẫn còn kêu bằng anh. Bởi vì nghệ sĩ thì cho phép kêu bằng anh. Kính thưa gia đình, nghệ sĩ Trang Bích Liễu là một nghệ sĩ nổi tiếng của thập niên 70. Thưa với lại những đứa cháu trong gia đình và thưa toàn thể quý vị gia đình lân cận, quý khán giả thân mến, thưa với quý vị, anh Thanh Tú, tôi rất là ngưỡng mộ anh. Ngoài cái tài mà anh hát đó, những cái vai tuồng, những cái vở tuồng mà để đời đó, thì chắc có lẽ là quý vị cũng biết là cái vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa, rồi còn rất là nhiều vở tuồng. Nhưng mà ngoài đời, trong cái công việc làm ăn thì tôi lại ngưỡng mộ anh hơn nữa, đó là anh là một người đàn ông không những là bầu xô, không những là chủ đoàn hát, mà mỗi một buổi trưa anh ra anh đào. Tôi nhớ là hồi xưa tôi hát cho anh là tôi hát chắc chắn năm 1996 ở Vĩnh Lộc A. Buổi trưa mà anh ra anh đào từng cái một để làm cái dàn bao. Hồi xưa là hát sân bãi nó hát tốt hơn ở trong rạp đó, cho nên là tôi ngưỡng mộ anh từ lúc đó. Tôi nói ông bầu mà ông chủ đó, mà lại đi ra đào những cái cột như vậy đó. Cho nên quý vị ơi, sống là phải siêng năng, chỉ có làm biếng thì mới nghèo thôi, chứ còn nếu siêng không bao giờ nghèo. Cũng như tôi bây giờ cũng vậy, mình tôi đi hát vừa lái xe, vừa làm âm thanh, vừa dẫn chương trình, và mỗi cái tôi để dẫn chút, cho nên năm nay là 41 năm, dù gì cũng tích lũy được chút đỉnh để giữ già. Thôi thì thưa với quý vị, bây giờ ít nghệ sĩ giờ này chưa có tới, cho nên tôi tâm sự chút xíu. Thôi thì chúc cho vong hồn của anh Thanh Tú được về ở trên trời, và chúc cho chị nghệ sĩ Trang Bích Liễu thập niên 70 thì đã nổi tiếng rồi, được bình an sống lại với con cháu trong gia đình, và chúc cho toàn thể quý vị có mặt ở trên trần gian khắp mọi miền đất nước được bình an, được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Amen. Dạ đây là đạo Chúa luôn. Minh Minh Tâm thì là đó là hát chánh chung với Trang Bích Liễu, hát đoàn với Thanh Tú Trang Bích Liễu, hát rất là hay, ca rất hay, diễn hay lắm. Dạ hồi đó hay chứ bây giờ là thua rồi. Dạ hôm nay là dạ thôi, cảm ơn chị nha. Dạ thưa quý vị, tôi xin hát gửi đến vong hồn của anh Thanh Tú và tặng đến cho toàn thể quý vị cái vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa này đó. Có rất rất nhiều nghệ sĩ hát mà rất thích luôn, mà trong đó có tôi. Nhắc đến đây thì thưa với quý vị, xin phép Cẩm Tiên và Phượng Hằng với anh em nghệ sĩ cho tôi nói một cái chút xíu cái nghĩa cử mà cái tôi phải nhớ trọn đời, đó là nghệ sĩ Minh Cảnh thầy tôi. Tôi nói tôi cái vở tuồng này đó là anh Minh Cảnh không bao giờ từ bỏ một giây nào hết. Ảnh thương tôi đến mức độ ảnh hy sinh cái giai Dựng Điền, ảnh hát giai Dựng Điền, tôi hát giai Trần Minh. Đó là một cái nghĩa cử lớn lao mà tôi nhớ ở trong đời của tôi. Bởi vì lẽ ra là anh Minh Cảnh phải hát giai Trần Minh, mà tôi hát giai Dựng Điền thì không được rồi. Đó, cho nên ảnh nhường lại cho tôi hát cái vai Trần Minh, ảnh lại đóng Dựng Điền. Đó là một cái nghĩa cử. Ngoài cái nghĩa cử thầy trò ra, tôi đã nhớ trọn đời, mà tôi sẽ nhớ luôn trọn đời trọn kiếp tới kiếp sau. Tôi vẫn nhớ cái ơn của thầy Minh Cảnh. Anh nhường thì tôi hát lại cái giai Trần Minh. Nhưng bây giờ tôi sẽ hát cái giai của anh Thanh Tú, hai câu giọng cổ, cái đoạn đầu, cái đoạn sau là Trần Minh. Bây giờ mời quý vị tôi xin hát để gửi tặng đến vong hồn của anh Bên Cầu Dệt Lụa. Anh cứ đờn một, không biết tôi quên là cái ca sao anh cứ đờn theo vậy.
tu giờ chưa tâm chưa. Nói lỗi nha. Yeah.